Thời gian qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân vẫn âm ỉ diễn ra và có dấu hiệu gia tăng, nhất là tại các khu dân cư. Xuất phát từ thực tế ấy, Công an phường Hòa An đã chủ động xây dựng các biện pháp tuyên truyền, thủ đoạn và hoạt động của nhóm đối tượng lừa đảo để bà con cùng cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa cho bản thân. Ngày nào cũng vậy, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cũng phối hợp với khu dân cư xuống tận các hộ gia đình để tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa đảo thường gặp. Bằng nhiều vai trò khác nhau, các đối tượng dễ dàng đánh trúng tâm lý của người dân thường hám lợi hay lo sợ khi bị nghi ngờ hoặc liên quan đến pháp luật. Thì tôi cũng khuyên dù nhất là con cái tôi, bây giờ bạn bè trong xóm là đi uống cà phê với bạn bè nói chuyện về vấn đề lừa đảo thì các anh em mình đừng có nên để cho vợ cho con mua đồ trên mạng hoặc là chuyển tiền trên mạng là cũng có một cái gì hàng hóa gì đến mà mất tiền mất thật mang. Thời gian qua, Công an phường Hòa An cũng tiếp nhận nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng những thủ đoạn đơn giản như cho vay tiền, mua hàng qua mạng, chuyển khoản trúng thưởng, đều rất dễ khiến người dân tin và làm theo hướng dẫn, để rồi rơi vào bẫy lừa lúc nào không hay. Việc Công an phường tổng hợp đưa ra những tờ rơi chứa thông tin cảnh giác được người dân khu vực rất hoan nghênh. Tôi thấy là trong cái tờ đơn tuyên truyền đi là cũng khá là ngắn gọn và cũng đầy đủ. Nên là người ta coi, người ta hiểu thì người ta cảnh báo, người ta cũng cảnh giác nhiều hơn là tốt hơn. Là cũng mong rằng như vậy, công an là cũng nhiều biện pháp cao hơn để tuyên truyền thêm, để cho dân người ta biết, người ta cảnh giác. Công an phường sẽ tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân qua cái mạng xã hội, Zalo, Facebook, các trang liên kết giữa cảnh sát khu vực và nhân dân như đã thực hiện thời gian qua. Đồng thời thì nếu như tình hình dịch bệnh ổn định thì công an phường sẽ tiến hành triển khai tuyên truyền trực tiếp đến bà con bằng video tuyên truyền, bằng ảnh trực tuyến. Lợi dụng việc giao dịch trên Internet dần phổ biến, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, tội phạm lừa đảo vẫn tiếp tục bủa câu gian bẫy. Với từng biện pháp tuyên truyền cảnh báo đa dạng, công an cơ sở mong muốn người dân chỉ cần dành ít thời gian lưu tâm, tránh rơi vào bẫy lừa mà các đối tượng dựng lên.